Nhan sắc em bé Hà Nội Lan Hương, xinh như mộng đến cứng đờ như búp bê, ngắm nhìn gương mặt cứng đờ hiện, tại của em bé Hà Nội Lan Hương, người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho biểu tượng nhan sắc một thời của màn ảnh Việt. 45 năm trước, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương lần đầu được công chúng biết đến khi đóng vai cô bé Ngọc Hà trong bộ phim Em bé Hà Nội của đạo diễn Hải Ninh, ngay từ nhỏ, em bé Hà Nội Lan Hương đã sở hữu nhan sắc nhìn là mê với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy và có hồn thành công trong diễn xuất cùng với vẻ đẹp không đổi qua thời gian giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1963, được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt. Hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thời con gái, khiến ai cũng chết mê. Vóc dáng nhỏ nhắn giúp nghệ sĩ Lan Hương trông trẻ lâu. Nữ nghệ sĩ đẹp hút hồn với đôi mắt to tròn đen láy, và đôi môi dày quyến rũ trong bức ảnh thời trẻ. Dù trải qua những thăng trầm trong cuộc sống với hai lần đỏ, nhưng nét đẹp phúc hậu, trẻ trung của em bé Hà Nội không hề bị phai mờ theo năm tháng. Nghệ sĩ Lan Hương kết hôn lần hai ở tuổi 24 với nghệ sĩ Tất Bình và tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc cho tới giờ. Gương mặt cứng đờ như búp bê của nữ nghệ sĩ bị nghi dao kéo, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho nét đẹp phúc hậu ngày nào. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thừa nhận cô đã phẫu thuật gò má để tránh dấu hiệu tuổi già và chăm sóc cơ mặt để khuôn mặt gọn hơn. Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định không lạm dụng dao kéo, vì ngoài phẫu thuật hạ gò má thì mắt, mũi, môi của cô đều là tự nhiên. Nhan sắc khác lạ hiện tại của nghệ sĩ Lan Hương ở tuổi 56. Hình ảnh gợi cảm mới đây nhất của nữ nghệ sĩ U60. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.